chào các bạn. Chúng tôi xin giới thiệu bạn sạc ai heo sạc chiều phòng mới. Mới lấy về. Sạc với thiết kế nguyên khối nhôm theo phong cách của iPhone. Đây, trong đây chúng ta có gì đây? Sách hướng dẫn tào lao với cáp. Cáp sạc. Cái này bên này lắc lên đèn. Bên sạc nhiều phòng nữa. Rồi. Hết rồi.